Sáng nay 1 tháng 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết đã bàn giao và tổ chức cách ly 5 người từ phía Bắc vào biên giới Quảng Nam, rồi vượt biên qua Lào tìm dược liệu. Những người này khai nhận đã cùng vào biên giới Việt Lào, đoạn thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, rồi tìm cách vượt biên qua Lào để tìm kiếm dược liệu vào hôm 24 tháng 4. Tới ngày 26 tháng 4, khi đang ở trong rừng, thì bị lực lượng chức năng của Lào truy đuổi. Nhóm này đã tìm cách chạy về phía huyện Tây Giang và bị lực lượng tuần tra biên giới đồn biên phòng Gari, xã Gari, huyện Tây Giang bắt giữ. Huyện Tây Giang có đường biên giới dài 67 km giáp với huyện Ca Lum, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Do địa hình rộng, người dân thưa thớt, nên các đối tượng thường lợi dụng để vượt biên trái phép. Hiện nay, quân dân khu vực giáp biên đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường chốt chặn, ngăn chặn kịp thời các đối tượng ra vào vùng cấm.